Lời khai mới nhất của hung thủ nghi sát hại bạn gái sau khi cầu hôn. Bộ y tế đề xuất ban hành nghị quyết cấm sử dụng thuốc lá nung nóng, thuốc lá điện tử. Mất phí chuyển tiền, người hưởng hưu ngại nhận lương hưu qua tài khoản. Thứ trưởng Bộ Xây dựng phân tích nguyên nhân khiến giá nhà tăng vô lý. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mới đây, công an thành phố Đà Nẵng thông tin mới nhất về vụ án mạng xảy ra trên địa bàn gây xôn xao dư luận. Theo đó, sau 4 giờ tiếp nhận thông tin từ kết quả điều tra, phối hợp làm việc với những người có liên quan, Công an thành phố Đà Nẵng đã làm rõ vụ án giết người, tạm giữ nghi phạm là Phan Văn Minh, 27 tuổi, chú xã Tân Lập, huyện Con Rẫy, tỉnh Con Tum. Theo điều tra, Minh mới xuống Đà Nẵng ngày 14 tháng 10. Minh và chị YH, 23 tuổi, chú huyện Đắc Cờ Lây, tỉnh Con Tum có mối quan hệ tình cảm. Tại Đà Nẵng, Minh thuê phòng tại nhà nghỉ TB, phường Hòa Minh, quận Liên Triểu. Khoảng 10 giờ ngày 16 tháng 10, tại phòng số 10 của nhà nghỉ, do mâu thuẫn, Minh dùng hai con dao đâm nhiều nhát khiến chị YH tử vong tại chỗ. Gây án xong, Minh rời khỏi nhà nghỉ, lẩn trốn tại khu vực đồi núi thuộc xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam và uống thuốc diệt cỏ để giải thoát. Sau khi bị công an thành phố Đà Nẵng tạm giữ, Minh đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau đó, sức khỏe của nghi phạm đã ổn định. Ông GVT, một nhân chứng của vụ việc cho biết, Kể lại khoảng tầm gần 11 giờ trưa ngày 16 tháng 10, nghi phạm rời khỏi nhà nghỉ với biểu hiện nghi vấn. Sau khi gây án thì anh ta đã gọi điện thoại báo cho người nhà nạn nhân là mình đã sát hại y Gia đình nghe tin điện thoại báo công an và sau khi chủ nhà nghỉ lên kiểm tra thì thấy nạn nhân đã tử vong. Nhận được tin báo thì công an đã xuống phong tỏa hiện trường để điều tra vào chiều ngày 16 tháng 10. Ông VT nói thêm nguyên nhân chính của vụ việc được cho là do mâu thuẫn tình cảm giữa phan văn minh và chị hát dẫn đến hành động đau lòng này thi thể nạn nhân đã được đưa về quê tại tỉnh con tum để gia đình thực hiện các thủ tục lo hậu sự nhiều thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến vụ việc nói rằng minh và chị hát yêu nhau một thời gian nhưng gã đàn ông thường xuyên động tay chân với bạn gái một ngày trước khi tàn nhẫn sát hại chị hát minh đã cầu hôn đối phương thành công tại một nhà hàng vụ việc xảy ra với tính chất nghiêm trọng gây hoang mang dư luận Công an Đà Nẵng đề nghị Ủy ban nhân dân các xã phường chủ động trong công tác phát hiện, thực hiện hoạt động hòa giải ngay từ cơ sở, không để những mâu thuẫn nhỏ dẫn đến những vụ án mạng. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và xử lý nghi phạm theo quy định của pháp luật. Mới đây, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về phòng chống tác hại thuốc lá. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá Bộ Y tế cho biết, trong nhóm từ 13 đến 15 tuổi, năm 2014, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điếu là 2,5% đến năm 2022 giảm còn 1,9%. Việc giảm tỷ lệ hút thuốc lá điếu, đặc biệt trong giới trẻ, là kết quả rất đáng khích lệ, bảo đảm tính bền vững của chương trình phòng chống tác hại thuốc lá. Tuy nhiên, chúng ta đang đối mặt với sự xuất hiện các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Theo bà Hương, các tập đoàn thuốc lá đa quốc gia nhắm vào giới trẻ Việt Nam các sản phẩm thuốc lá mới này có những thiết kế bắt mắt, hương vị phù hợp những tiện ích theo trend giới trẻ. Vì vậy, tỷ lệ dùng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trong giới trẻ Việt Nam tăng nhanh chóng từ 3,5% năm 2022 lên 8% năm 2023. Đáng chú ý, năm 2023, khảo sát học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 ở 11 tỉnh thành cho thấy, tỷ lệ học sinh lớp 8, lớp 9 dùng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cao nhất lần lượt là 9,1% và 10,4%. Đây là nhóm độ tuổi mong muốn có những trải nghiệm mới, là nhóm dễ bị các tập đoàn thuốc lá đa quốc gia dùng lập luận không đúng để mở rộng thị trường tiêu thụ. Những kết quả Việt Nam đã đạt được trong giảm tỷ lệ dùng thuốc lá điếu gần 10 năm qua có nguy cơ bị phá bỏ bởi việc gia tăng sử dụng thuốc lá điện tử đang nhắm vào giới trẻ. Nguy cơ là cả giới trẻ nghiện nicotine trong sản phẩm thuốc lá mới. Bà Hương cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới đã khẳng định không có bằng chứng nào chứng minh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng ít gây hại hơn thuốc lá điếu thông thường. Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đều chứa nicotine là chất gây nghiện cao, gây hại đến sức khỏe, đặc biệt là sự phát triển não bộ ở trẻ em. Thanh thiếu niên có các hóa chất độc hại và gây ung thư. Theo bà Hương, Bộ Y tế đã trình chính phủ xem xét và trình Quốc hội ban hành nghị quyết cấm sản xuất kinh doanh và sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Nếu cấm sản xuất kinh doanh, người dân vẫn dùng và khi việc sử dụng quá phổ biến, việc ban hành nghị quyết hay các quy định chỉ là hình thức. Còn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai trình bày nội dung về thực tế các ca viêm phổi cấp trên thế giới và Việt Nam do thuốc lá mới cơ chế gây bệnh Mức độ nguy hiểm và mối liên quan của bệnh này với thuốc lá mới. Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên cho biết, mỗi năm khoảng 70.000 người Việt Nam tử vong vì các bệnh do thuốc lá, thậm chí thực tế còn nhiều hơn so với thống kê. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên nói, thuốc lá gây ra 28 nhóm bệnh khác nhau, đặc biệt là ung thư, điển hình là ca phổi, 96,8% người ca phổi hút thuốc lá. Cùng với đó, nó gây các bệnh tim mạch, đặc biệt bệnh tim, mạch vành, mạch não. Ngoài ra còn có các bệnh hô hấp Đặc biệt là viêm đường hô hấp và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và thuốc lá cũng gây ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản và sinh dục ở cả hai giới. Từ những trình bày của mình, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên cho rằng để đảm bảo sức khỏe cần có biện pháp cấm lưu hành thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và thuốc lá mới khác ở Việt Nam. Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đẩy mạnh việc thực hiện các giải pháp tuyên truyền vận động người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Tính đến nay đã có khoảng 78% số người hưởng tại khu vực đô thị nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua thẻ ATM tăng 14% so với năm 2023, vượt 18% so với chỉ tiêu. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện có 77,12% trong tổng số gần 259.766 người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tăng khoảng 5,54% so với năm 2023. Mặc dù kết quả đạt được rất đáng khích lệ nhưng vẫn còn một bộ phận người hưởng hưu Chợ cấp bảo hiểm xã hội e ngại chưa thực hiện đăng ký nhận chi trả chế độ qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Bà Cao Thị Nhung, 64 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mặc dù đã được tuyên truyền về việc mở tài khoản ngân hàng để nhận lương hưu hàng tháng, nhưng đến nay bà vẫn nhận lương hưu hàng tháng trực tiếp tại Ủy ban nhân dân phường. Lý do là bà không rảnh công nghệ, không sử dụng điện thoại thông minh. Khi đi chợ hay chi trả các chi phí khác, bà Nhung chủ yếu dùng tiền mặt. Do vậy, nếu nhận lương hưu qua tài khoản thì bà cũng phải ra ngân hàng hoặc cây ATM rút tiền ra để dùng. Song so với nhận trực tiếp, việc ra ngân hàng hay rút tiền tại cây ATM đối với bà Nhung là phiền phức, thậm chí tốn thời gian hơn nhận trực tiếp. Tương tự, các cử tri ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng cho rằng việc chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng chính sách bằng phương thức chuyển khoản qua ngân hàng còn bất cập. Một trong những bất cập đó là khi nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản ngân hàng, người hưởng hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ bị trừ phí khi thực hiện rút tiền, chuyển khoản. Dẫn đến cùng đối tượng, nhưng giữa nhận trực tiếp không bị trừ chi phí chuyển tiền ngân hàng và nhận qua tài khoản số tiền thụ hưởng khác nhau. Cử tri kiến nghị cho phép các đối tượng chính sách, người hưởng hưu được nhận tiền mặt hoặc ngân hàng không thu phí đối với các đối tượng chính sách phản hồi kiến nghị cử tri ngân hàng nhà nước cho biết ngân hàng nhà nước cũng đã chỉ đạo các ngân hàng tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nghiên cứu áp dụng các chính sách ưu đãi miễn giảm phí dịch vụ thanh toán phí dịch vụ trung gian thanh toán hợp lý để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong đó ưu tiên áp dụng đối với các khách hàng thuộc nhóm đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội khi mở sử dụng tài khoản ngân hàng ví điện tử để nhận trợ cấp an sinh xã hội Mới đây, tại cuộc họp báo thường kỳ quý 3 của Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng khẳng định, giá nhà tăng thời gian vừa qua bởi đầu cơ và tâm lý, giá tăng một cách vô lý. Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng cho biết, việc bình ổn thị trường bất động sản để thị trường phát triển bền vững, người dân mua được nhà giá hợp lý là mục tiêu của Bộ Xây dựng. Đạt được mục tiêu này cần có nhiều giải pháp đồng bộ đất đai, tài khóa. Giải thích thêm về nguyên nhân giá nhà tăng, ông Vương Duy Dũng, cục phó cục quản lý nhà và thị trường bất động sản Bộ Xây dựng cho biết Giá nhà tăng bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Theo đó, giá tăng bởi biến động chi phí đầu vào các dự án như đất, chi phí xây dựng. Theo ông Dũng, vừa qua, các luật đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản triển khai từ mùng 1 tháng 8 vừa qua đã góp phần tháo gỡ khó khăn về mặt pháp lý nên cải thiện được nguồn cung. Theo đó, nguồn cung bất động sản trong quý tăng nhưng chưa đáng kể. Việc nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu lớn dẫn đến giới đầu cơ, môi giới có động cơ làm nhiễu loạn thị trường để thổi giá. Ông Dũng nói, một số lĩnh vực kinh doanh khác chưa thuận lợi, người dân vẫn lựa chọn bất động sản để đầu tư nên dòng vốn tìm đến bất động sản làm cho thị trường này biến động. Ông Dũng cho biết, để hạ nhiệt cũng như làm lành mạnh thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng thực hiện nhiều giải pháp trong thời gian tới. Thời gian vừa qua, có sự biến động do đấu giá ở một số địa phương. Theo đó, Bộ Xây dựng kiểm tra, giả soát, hướng dẫn quy định pháp luật cũng như kiểm tra hoạt động đấu giá. Đặc biệt, việc điều chỉnh bảng giá đất của các địa phương theo quy định của Luật Đất đai năm 2024 để tránh các tác động tiêu cực đến thị trường, bảo đảm quyền lợi của các nhà đầu tư, người dân. Trong việc quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp, nhà đầu tư, sàn giao dịch, môi giới tiến tới đưa các hoạt động giao dịch qua sàn có sự quản lý của nhà nước nhằm cho hoạt động kinh doanh bất động sản công khai, minh bạch. Bộ xây dựng đề xuất nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các chính sách thuế liên quan hoạt động kinh doanh bất động sản đến hạn chế tình trạng đầu cơ, mua đi bán lại bất động sản trong thời gian này. Ông Dũng nói, qua phân tích các biến động về giá hoạt động đầu cơ, mua đi bán lại trong thời gian qua kiếm lời lướt sóng bất động sản là một trong những nguyên nhân tác động ảnh hưởng đến giá bất động sản nên cần phải kiểm soát hoạt động này. Liên quan đến gói tín dụng 30.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội đang được Bộ xây dựng nghiên cứu trình chính phủ, ông Dũng cho biết Gói tín dụng này khác hoàn toàn gói tín dụng 120.000 tỷ đồng đang triển khai cho nhà ở xã hội. Theo đó, gói 120.000 tỷ đồng sử dụng nguồn vốn do ngân hàng thương mại. Thời gian ưu đãi vốn này tương đối ngắn với 3 năm với doanh nghiệp, 5 năm với người mua. Mức độ chưa đảm bảo thu hút người vay, đặc biệt với người mua nhà, người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp. Ông Dũng cho rằng nhằm bảo đảm tính ổn định và mục tiêu đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu đề xuất gói 30.000 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện cho vay, trong đó 15.000 tỷ là phát hành trái phiếu, 15.000 tỷ đồng nguồn vốn địa phương ủy thác cho vay. Việc đề xuất gói 30.000 tỷ phải phù hợp với pháp luật về ngân sách, tín dụng, đầu tư công. Thời điểm hiện tại, Bộ Xây dựng đã làm việc bộ ngành liên quan như Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, đề xuất chính phủ xem xét về gói này để triển khai phù hợp. Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh, Gói tín dụng mới này cần thiết bởi không có gói này, chương trình phát triển nhà ở xã hội khó khăn. Ngày 17 tháng 10, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định đình chỉ hoạt động 18 tháng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn bệnh viện thẩm mỹ Esta do bà Lâm Châu Đoan làm giám đốc. Ngoài ra, sở này cũng quyết định xử phạt các vi phạm tại cơ sở hành nghề này như cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động, quảng cáo dịch vụ khám bệnh chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh. Đồng thời, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh không xem xét hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn bệnh viện thẩm mỹ Esta tại địa chỉ trên. Thanh tra Sở Y tế sẽ tiếp tục mời giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn bệnh viện thẩm mỹ Esta Ông P, bác sĩ NTL và ông TBL đến thanh tra sở y tế làm việc làm rõ việc cho thuê phòng mổ, việc hành nghề tại các cơ sở và sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định. Trước đó ngày 16 tháng 10, thanh tra Sở Y tế phối hợp với Phòng Y tế quận 1, Ủy ban nhân dân phường Tân Định và Công an phường Tân Định quận 1 tiến hành kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn bệnh viện thẩm mỹ Estar tại địa chỉ số 59 Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân Định, quận 1 công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 25 tháng 6 năm 2024 với ngành nghề kinh doanh hoạt động của phòng khám đa khoa, chuyên khoa, phòng khám thẩm mỹ, xăm phun theo trên da, không sử dụng thuốc gây tê dạng tim, cắt tóc, gội đầu. Tại địa chỉ này, Sở Y tế chưa cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Thế nhưng, tại thời điểm kiểm tra, ngành chức năng phát hiện tòa nhà 9 tầng tại địa chỉ này có treo biển hiệu Airstar Athletic Hospital Co. Ltd. Công ty trách nhiệm hữu hạn bệnh viện thẩm mỹ Airstar hoạt động từ tầng 1 đến tầng 4. Tại tầng 2 có 2 máy laser, 1 máy nâng cơ, 2 máy giảm béo. Riêng tại tầng 4 có 2 phòng, mỗi phòng có 2 đèn phẫu thuật và 2 giường phẫu thuật. Điều đáng nói khi đoàn đến trình quyết định kiểm tra, nhân viên công ty liền tẩu tán các phiếu đăng ký dịch vụ đã thực hiện cho khách hàng trước đó. Bà Lâm Châu Đoan, Giám đốc công ty khẳng định công ty chưa thực hiện tiêm, trích, phẫu thuật thẩm mỹ và cũng không cho thuê phòng mổ. Tuy nhiên, khi đoàn kiểm tra liên hệ qua điện thoại, khách hàng trong các phiếu đăng ký dịch vụ, khách hàng cho biết đã thực hiện các dịch vụ tại đây ngày 9 tháng 10 năm 2024, gồm căng da mặt, căng chỉ vùng mặt, tiêm vùng ngực, từ các tài liệu và bằng chứng, bà Lâm Châu Đoan đã thừa nhận ông PDH là người thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ cho khách hàng trên tại cơ sở và xác nhận hình ảnh người trong trang Facebook quảng cáo cho thuê cơ sở thẩm mỹ năm sao là ông PDH. Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn phát hiện trên trang Facebook Bệnh viện Thẩm mỹ ESTA có quảng cáo dịch vụ khám bệnh chữa bệnh với nội dung Công nghệ căng da siết cơ nội soi 8D trẻ hơn 15 tuổi Nâng cơ trẻ hóa được thực hiện bởi các bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ, chỉnh khuôn mặt, căng da toàn phần dấu sẹo chân tóc, thẩm mỹ tiểu công chúa. Trước đó cũng tại địa chỉ này, thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh Estar Clinic do bà Lâm Châu Đoàn làm chủ hộ, được Ủy ban nhân dân quận 1 cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh ngày 6 tháng 5 năm 2024, ngành nghề kinh doanh là dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe. Thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng đến nay cơ sở vẫn chưa chấp hành đóng tiền phạt mặc dù thanh tra Sở Y tế đã nhắc nộp phạt 3 lần. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Dĩ An tỉnh Bình Dương thông tin đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ông Văn Đình Lương, 31 tuổi, giáo viên trường Trung học cơ sở Võ Trường Toản, để điều tra về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi theo điều 146 Bộ luật hình sự năm 2015. Theo điều tra ban đầu, ông Lương là giáo viên phụ trách đội của trường Trung học cơ sở Võ Trường Toản, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An. Trong quá trình công tác, ông Lương đã có nhiều lần dâm ô nữ sinh tên T đang học tại trường. Cụ thể ông Lương có hành vi sờ mó vào eo, ngực, bụng và vùng nhạy cảm của nữ sinh để thỏa mãn dục vọng cá nhân, không có ý định quan hệ tình dục với nữ sinh này. Theo đó, ông Lương đã bị cơ quan điều tra tạm giữ hình sự sau tố cáo của một số phụ huynh. Lý do là ông Lương có hành vi dâm ô với nữ sinh cấp 2, nơi ông này đang công tác. Từ những chứng cứ tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi nêu trên có dấu hiệu tội dâm ô nên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can để tiếp tục điều tra. Không chỉ vậy, nhiều tài khoản mạng xã hội được cho là của phụ huynh có con em học tại trường trung học cơ sở chia sẻ thông tin tố cáo thầy giáo này có hành vi xâm hại các nữ sinh. Nhiều người cho rằng bị can còn dụ dỗ các nữ học sinh đi hát karaoke dẫn đi nhà nghỉ gọi lên phòng làm việc cho xem phim nhạy cảm rồi thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Bên cạnh đề xuất lương cao nhất chi 9.200 tỷ miễn phí học cho con nhà giáo, dự thảo luật nhà giáo bổ sung nội dung tăng một bậc lương cho giáo viên được tuyển dụng xếp lương lần đầu. Lý giải về đề xuất trên, ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, theo khảo sát, trong số giáo viên bỏ nghề thời gian qua, có tới 61% ở tuổi dưới 35 và một trong những lý do dẫn tới tình trạng này là thu nhập thấp, không đủ trang trải cho nhu cầu sinh hoạt, trong khi người trẻ có nhiều thứ phải lo như nuôi bản thân, lo cho con cái, nhu cầu học tập nâng cao trình độ. Đồng thời, lương giáo viên có thâm niên dưới 5 năm hiện nay rất thấp, đó là lý do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất nâng một bậc lương với giáo viên khi xếp lương khởi điểm nhằm khuyến khích người trẻ vào nghề dạy học. Đây cũng là phần của việc hiện thực hóa mục tiêu lương giáo viên cao nhất trong thang bậc lương. Trước vấn đề dự thảo luật nhà giáo bổ sung nội dung tăng một bậc lương cho giáo viên được tuyển dụng xếp lương lần đầu, nhà giáo Nguyễn Thị Minh, hiệu trưởng một trường trung học cơ sở ở Hà Nội cho rằng, nếu tăng một bậc với người mới được tuyển dụng để người ta yên tâm với nghề là một việc nhân văn. Tuy nhiên, đề xuất này lại vấp phải thực tế, nếu làm được điều này sẽ có lợi cho giáo viên mới nhưng lại rất thiệt thòi cho những người cống hiến lâu năm cho ngành. Vị hiệu trưởng này cho rằng thực tế lương giáo viên có thâm niên dưới 5 năm hiện nay rất thấp, nếu có nguồn ngân sách cho việc này thì quá tốt. Bà Minh chia sẻ, cá nhân tôi thấy đề xuất nhân văn và hợp lý, có thể thu nhập của giáo viên không phải tăng quá nhiều nhưng là một phần khích lệ giáo viên vào nghề dạy học và giáo viên yên tâm công tác. Cô giáo Huy Thị Linh, một giáo viên ở một trường tiểu học ở Hà Nội cho rằng Cô đồng ý với đề xuất với việc nâng một bậc lương với giáo viên khi xếp lương khởi điểm. Đây là một việc nên làm vì để các bạn đủ trang trải cuộc sống khi ra trường. Cô Linh chia sẻ, thực tế lương lậu tăng cho giáo viên thì giáo viên thấy rất vui, nhưng không phải giáo viên nào cũng có thể vào công chức ngay được để giáo viên yên tâm công tác. Nhiều đồng nghiệp của tôi đã mòn mỏi chán với nghề khi 17 thậm chí 22 năm không vào được công chức, cứ là giáo viên hợp đồng. Cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Hà Nội cho rằng, nâng một bậc lương với giáo viên khi xếp lương khởi điểm là một việc nên làm vì lương khởi điểm hiện giờ của giáo viên thấp. Giáo viên trẻ ra trường mà mức lương thấp quá thì dễ bỏ nghề làm việc khác, ngành giáo dục sẽ không giữ chân được những người tâm huyết và giỏi. Cô Hạnh cho rằng, hồi cô mới ra trường, những ngày đầu lương đi dạy chỉ có vài trăm nghìn đồng một tháng, không đủ chi tiêu dù ở quê thời đó. Nhưng ngày đó thế hệ cô chịu khổ được Chứ giờ vật giá leo thang, nếu mức lương thấp quá, giáo viên trẻ cũng khó trụ lại với nghề. Cô Nguyễn Thị Thịnh, phó hiệu trưởng một trường trung học cơ sở ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội, cá nhân cô thấy chưa hợp lý với những giáo viên đã có tuổi nghề cao. Cô Thịnh cho rằng, nếu đề xuất được hiện thực hóa sẽ gây việc không công bằng, bình đẳng cho tất cả giáo viên trong ngành. Bà Thịnh chia sẻ, do vậy, theo tôi, giáo viên trẻ cũng nên xuất phát từ đâu đãi ngộ lương cao hơn các ngành khác là giữ được chân họ. Được biết, hiện phụ cấp nghề với nhà giáo đang quy định là 25% với giảng viên đại học và 35-70% đối với giáo viên mầm non, phổ thông, tùy theo đối tượng và vùng miền công tác. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 17 tháng 10, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, Mưa vừa và giải rác rông Cục bộ có nơi mưa to đến rất to Với lượng mưa từ 20 đến 40mm Có nơi trên 80mm Mưa tập trung vào chiều và đêm Nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn Trên 80mm trong 6 giờ Theo ghi nhận Nhiều khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng, Bình Định và Bình Thuận Đã có mưa vừa, mưa to Có nơi mưa rất to Như Châu Bình, Nghệ An 60,4mm Hồ Đồng Chùa, Thanh Hóa 31,6mm Lộc Ngãi, Lâm Đồng 47,8 mm, Vĩnh An, Bình Định 82,2 mm, Gia Huynh 67 mm, Suối Kiết, Bình Thuận 41,2 mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa trên 85% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Cảnh báo khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 80 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên trường dốc tại nhiều huyện của năm tỉnh thành cụ thể tỉnh thanh hóa gồm các huyện bá thước như thanh như xuân thạch thành thường xuân tỉnh nghệ an gồm các huyện anh sơn con cuông quế phong quỳ châu quỳnh hợp tương dương tỉnh bình định gồm các huyện tây sơn vân canh tỉnh bình thuận gồm các huyện bắc bình đức linh hàm thuận bắc hàm thuận nam tánh linh tuy phong tỉnh lâm đồng gồm các huyện bảo lâm cát tiên đạo hoai đạ tẻ Di Linh, Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương, Lâm Hà và thành phố Đà Lạt. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên trường dốc. Ngày 17 tháng 10, theo thông tin từ công an tỉnh Lào Cai, đơn vị vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Mai, công chức tài chính kế toán xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiến hành thụ lý giải quyết vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ủy ban nhân dân xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Căn cứ kết quả điều tra xác định Phạm Thị Mai, sinh năm 1983, trú tại thôn Nậm Kha 2, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, là kế toán của Ủy ban nhân dân xã Nậm Lúc, được giao nhiệm vụ lập các chứng từ thanh quyết toán các nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước. Vì động cơ vụ lợi cá nhân, Phạm Thị Mai đã khai man, lập khống các hóa đơn chứng từ của Ủy ban nhân dân xã Nậm Lúc để rút tiền từ ngân sách nhà nước với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng chi sai quy định. Trong đó, Phạm Thị Mai hưởng lợi số tiền trên 300 triệu đồng không nhập vào quỹ tiền mặt của Ủy ban nhân dân xã theo quy định để sử dụng chi tiêu cá nhân. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh điều tra và xử lý vụ án theo quy định của pháp luật. Theo đơn tố cáo của hơn 40 người dân sống tại các quận Thốt Nốt, Ô Môn và huyện Cờ Đỏ, Thới Lai, thành phố Cần Thơ, đều cho biết đã bị một người tên TTNN 25 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt, lừa đảo bằng cách nhận hồ sơ đi lao động thời vụ ở Hàn Quốc. Vợ chồng ông Mai Phú Tường, 48 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt và bà Thái Thị Ngọc Dung là một trong số những nạn nhân. Gia đình ông làm nông, cuộc sống chỉ đủ trang trải. Đầu năm 2024, thông qua người quen, vợ chồng ông đều biết đến nờ có thể đưa người đi lao động thời vụ 8 tháng ở Hàn Quốc với mức lương 1,7 đến 1,8 triệu đồng một ngày, tương đương với hơn 50 triệu đồng một tháng tin tưởng vào N do cô từng có chồng người Hàn Quốc và có kinh nghiệm mai mối kết hôn với người Hàn. Ông bà đã liên hệ để làm thủ tục. Ông tường chia sẻ N nói sẽ lo toàn bộ hồ sơ, yêu cầu đưa trước 50% số tiền trong tổng chi phí 42 triệu đồng một người và hứa trong vòng 4 đến 5 tháng sẽ hoàn tất thủ tục. Chúng tôi tin tưởng và nộp tiền nhưng sau đó lại không thấy hồi âm. Sau khi đưa tiền, họ liên tục bị N viện cớ rớt visa mà không có cuộc phỏng vấn nào diễn ra khi vợ chồng ông Tường đòi lại tiền, nợ chỉ hứa hẹn và lần nữa không trả. Bà Trịnh Thị Kiều Nga, 41 tuổi, cũng là một trong những nạn nhân của vụ việc. Bà cho biết, tôi đang làm việc ở Đồng Nai với thu nhập chỉ khoảng 100.000 đồng một ngày. Thấy N tuyển lao động ở Hàn Quốc với lương lên tới 40 đến 50 triệu đồng một tháng, tôi khăn gói về quê, vay 24 triệu đồng để nộp cho nợ làm hồ sơ. Ai ngờ giờ tiền mất mà vẫn phải trả lãi hàng tháng, theo phản ánh của nhiều người dân, N đã công khai tuyển lao động thời vụ Hàn Quốc trên các mạng xã hội, thu hút rất đông người tham gia và nộp tiền. Dù vụ việc đã được trình báo lên cơ quan công an, N vẫn tiếp tục đăng tải thông tin tuyển dụng trên mạng, gây bức xúc trong dư luận. Trước đó, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã thông tin cảnh báo tình trạng lừa đảo người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình lao động thời vụ diện visa E8. Làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại Hàn Quốc theo diện visa E8 là chương trình hợp tác trực tiếp giữa địa phương của Việt Nam với địa phương của Hàn Quốc trên cơ sở bản thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa địa phương hai nước để tuyển chọn đưa người lao động cư trú tại địa phương sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình này. Đến nay, cả nước đã có 17 địa phương đã ký thỏa thuận với địa phương của Hàn Quốc để đưa lao động thời vụ đi làm việc tại Hàn Quốc theo thị thực E8. Tại các địa phương triển khai chương trình này, việc tuyển chọn, làm hồ sơ, thủ tục và đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc do cơ quan chức năng của địa phương được giao nhiệm vụ thực hiện. Để tránh bị lừa đảo, cục quản lý lao động ngoài nước khuyến cáo người lao động có nhu cầu đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình lao động thời vụ visa E8 chỉ liên hệ trực tiếp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội hoặc Trung tâm Dịch vụ Việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội địa phương nơi cư trú để tìm hiểu cụ thể thông tin liên quan. Sáng ngày 17 tháng 10, ông Phạm Khắc Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắc Pé, huyện Đắc Rây, Con Tum cho biết, nhận được tin từ người dân, chính quyền đã nhanh chóng vào cuộc và kịp thời ngăn chặn 313 cụ đóng tiền để làm bảng vinh danh người cao tuổi. Theo ông Nghĩa, tính riêng địa bàn xã có tổng cộng 323 cụ đăng ký làm thẻ hội viên người cao tuổi và chụp hình làm giấy vinh danh. Trong đó có 10 cụ đã nộp tiền từ 200 đến 1 triệu 500 nghìn đồng để lấy bảng vinh danh. Ước tính tổng số tiền đã nộp là 6,1 triệu đồng. Ông Nghĩa nhấn mạnh, hội viên người cao tuổi trên địa bàn làm bảng vinh danh trên tinh thần tự nguyện, thỏa thuận về kích thước khung ảnh để thống nhất số tiền. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi và không gây ảnh hưởng đến việc phải chi trả số tiền lớn của hội viên trên địa bàn, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các thôn và các hội viên chưa nộp tiền cho công ty trách nhiệm hữu hạn In ấn Anh Thi dừng ngay việc nộp tiền để lấy bảng vinh danh. Trước đó, vào ngày 6 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Con Tum có văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương kiểm tra, nắm bắt thông tin và kịp thời xử lý nếu phát hiện sự việc tương tự, đồng thời có hình thức phù hợp thông tin ngay đến người dân biết, tránh bị dụ dỗ lợi dụng. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị công an tỉnh kiểm tra xác minh hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn in ấn Anh Thi tại địa phương trong thời gian qua, trên cơ sở đó xem xét xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh. Như đã đưa tin thời gian qua, nhiều người cao tuổi tại huyện Đắk Gray được công ty trách nhiệm hữu hạn in ấn Anh Thi mời dự lễ kỷ niệm rồi phải bỏ tiền để được trao bảng vinh danh. Trước đó, ngày 20 tháng 9, nhiều người tại huyện Đắk Gray đăng tải thông tin bất bình trên mạng xã hội về việc bố mẹ của họ bị mời mua bảng vinh danh người cao tuổi với giá 600.000 đồng. Ủy ban nhân dân huyện Đắk Gray đã có văn bản thông báo đến những hội viên của hội người cao tuổi trên địa bàn đăng ký các hoạt động tri ân không nhận và không thanh toán bất kỳ khoản tiền nào đối với các sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn in ấn Anh Thi chuyển đến đồng thời không cho phép công ty trách nhiệm hữu hạng in ấn Anh Thi tiếp tục triển khai hoạt động tặng quà tri ân, làm sổ quản lý hội viên và vận động hội viên hội người cao tuổi chụp ảnh chân dung, làm thẻ hội viên, bảng vinh danh hội viên có thu tiền trên địa bàn. Mới đây, theo thông tin trình báo, khoảng 14 giờ ngày 16 tháng 10, kẻ gian đã đột nhập một ngôi nhà trên đường Hùng Vương, khu phố Phú Giao, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức để trộm cắp tài sản với thủ đoạn rất manh động. Theo đó, Công an huyện Châu Đức đã tiến hành điều tra vụ đột nhập nhà người dân, phá két sắt để trộm cắp tài sản. Tại hiện trường có một lỗ hồng lớn nghi do các đối tượng trộm cắp tạo ra, một két sắt đã bị cạy mở. Chị HTTH, 42 tuổi, cho biết khi cả gia đình đi làm buổi chiều, kẻ gian đã lợi dụng trời mưa lớn để đập phá từng nhà, sau đó đột nhập vào, đục phá két sắt lấy trộm lượng lớn tài sản. Theo trình báo, tài sản bị kẻ gian lấy mất gồm có khoảng 6 triệu đồng tiền mặt, một vòng cổ khoảng 2 chỉ vàng 24k, Hai vòng đeo tay mỗi cái khoảng 2 chỉ vàng 24K, một vòng đeo tay khoảng 2 chỉ vàng 18K, một nhẫn khoảng 2 chỉ vàng 18K. Tổng tài sản bị mất trộm theo bị hại ước tính khoảng 100 triệu đồng. Tiếp nhận thông tin trình báo, cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và tiến hành điều tra truy bắt đối tượng. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Kiến Sương ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Trần Huy Đạt sinh năm 2007, trú tại xã Đông Sơn, huyện Trương Mỹ, thành phố Hà Nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình Sự. Trước đó, Công an huyện Kiến Sương nhận được tin báo của người dân tại xã Bình Nguyên, huyện Kiến Sương về việc bị một đối tượng lừa bán tài khoản Facebook tích xanh chiếm đoạt 3,5 triệu đồng. Qua xác minh điều tra, Công an huyện Kiến Dương đã bắt giữ Trần Huy Đạt, sinh năm 2007, là đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo trên. Qua quá trình điều tra, xác định khoảng tháng 6 năm 2024, nhận thấy trên mạng xã hội có nhiều người muốn mua tài khoản Facebook tích xanh, lấy lại mật khẩu tài khoản Facebook TikTok nên đạt đã kết nối với các cá nhân có nhu cầu để trao đổi giao dịch nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi bị hại tin tưởng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng, đạt chặn liên lạc và không thực hiện nhiệm vụ như đã cam kết. Số tiền chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân công an huyện kiến sương đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật qua vụ án trên cơ quan công an cảnh báo đến người dân cần nâng cao cảnh giác khi trao đổi mua bán với các tài khoản dữ liệu cá nhân trên mạng xã hội tránh để các đối tượng sử dụng vào mục đích bất chính khi bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ hướng dẫn giải quyết Thông tin từ lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, tại đơn vị vừa xảy ra vụ việc một bệnh nhân hành hung điều dưỡng viên khi đang làm nhiệm vụ. Ngay sau khi có thông tin vụ việc, lực lượng bảo vệ của bệnh viện đã có mặt kịp thời ổn định tình hình, báo cáo lãnh đạo trực bệnh viện, lập biên bản vụ việc và trình báo với công an phường Phù Đồng, thành phố Pleiku. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ ngày 16 tháng 10, tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Văn Hát, sinh năm 2004, chú thôn Lệ Kim, xã Ia huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, nhập viện điều trị. Sau khi được các y bác sĩ thăm khám, bệnh nhân Hát được cho chỉ định đi làm các xét nghiệm, kỹ thuật cận lâm sàng. Quá trình di chuyển, anh Hát bất ngờ dùng tay đánh điều dưỡng tên SH, hiện đang công tác tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Theo đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Phủ Đồng cho biết, công an phường đang phối hợp với công an thành phố Pleiku điều tra xác minh làm rõ vụ việc. Công an tỉnh Thái Bình thông tin căn cứ kết quả điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và khám xét chỗ ở đối với Ngô Thị Hồng Vân. Sinh năm 1976, trú tại xã Vũ Quý, huyện Kiến Sương, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạng May Xuất khẩu Thanh Vân về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, quy định tại điểm D khoản 2 điều 226 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra xưởng may, kho hàng của công ty trách nhiệm hữu hạng may xuất khẩu Thanh Vân tại xã Hòa Bình, huyện Kiến Sương. Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện thu giữ 1.230 chiếc áo và 950 chiếc quần gắn nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới. Sau đó, Tổ công tác đã lập biên bản kiểm tra, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tổ chức giám định. Căn cứ kết quả điều tra, xác minh và kết luận giám định, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình xác định công ty Thanh Vân không có thỏa thuận hợp tác sử dụng nhãn hiệu, không ký kết hợp đồng sản xuất với công ty sở hữu nhãn hiệu. Mặc dù biết nhãn hiệu đó được bảo hộ tại Việt Nam, nhưng nữ giám đốc vẫn mua nguyên vật liệu và chỉ đạo công nhân sản xuất số hàng hóa giả mạo trên với tổng giá trị trên 580 triệu đồng để bán ra thị trường nhằm thu lời bất chính. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật việc xử lý nghiêm minh các đối tượng về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp góp phần quan trọng trong bảo vệ quyền lợi tạo niềm tin cho các doanh nghiệp nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh nói riêng cả nước nói chung đồng thời tạo môi trường kinh doanh lành mạnh công bằng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững